Cái cục kia trước mua thằng ở Vĩ Hưng tháo ra làm sao đấy? Thì một đằng đồ khoảng 80%, một đằng khoảng 95% thì nó phải khác nhau chứ làm sao mà... Mình không biết gì cái này. Lúc đó tôi xem con loa của tôi đấy, nhìn thì biết khác gì mà mới tin được. Nhà em ơi. Không thích tôi thích cái này. Đã đưa cháu nó đi học. Em hai đứa. Nó đẹp quá cho nên là phải soi thật kỹ đúng không anh? À, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay Khang Minh đón chỗ khách bác Dương bên Hưng Yên, bác sang sở hữu con cờ đào Comtech 1600, bác về bác đánh cho cặp loa 925 bác sở hữu trên Khang Minh vừa rồi. Khang Minh làm một đoạn video ngắn nói thêm về Equalizer. Và nhân tiện thì Khang Minh sẽ test luôn cái con Equalizer BSS 966 đây. Cùng với con cửa đao 1600 bác Dương đang xem để test và sở hữu. Zin nguyên bản và đẹp xuất sắc luôn. Mọi người cùng xem này. Cái đời này nó sở hữu hai con tụ Philips Vương Miện. Cái đời tụ to. 1600 1610 Khang Minh 1610 vừa rồi về thêm được một con. Hôm qua về 4 con, 5 con cộng với mấy con còn nữa. 1 2 3 4 5. Đúng rồi, dây em kết nối với con Equalizer để em test cái con Equalizer, con này nguyên thùng xốp 966 PSS. Các bác cứ xem đi, bác Dương cứ bật nguồn cái thoải mái đi. Ấy này là ba chân thì mua cái rắc đổi nguồn là ba chân thì... Vâng, không, cái không phải cưa đi. Cái chuyển đổi nhá, đừng cưa. Đừng cưa mà mua cái chuyển đổi xịn đấy. 20-30 nghìn một cái. Anh phải cưa đi. Toàn bộ 24 con sò vùng miệng. Hai tụ khí đi vùng miệng. Anh bảo anh không biết gì về cái đồ này mà cần cảm thấy nó xịn, nó đẹp đúng không? Thì anh chỉ bảo nó đẹp. anh lái xe đang hỏi Phong Minh là con này có sao nó đẹp thế? Có giống hàng Trung Quốc không mà sao nó đẹp thế? các bác chơi âm thanh thì các bác biết ngay. Khang Minh chỉ có hàng zin, hàng xịn, hàng đẹp, những hàng cao cấp của Mỹ hoặc là một vài thương hiệu về thiết bị xử lý âm thanh của châu Âu. Cái bụi bặm thì hàng nó về thì có bụi bặm thì kiểu gì cũng phải xịt, phải lau, nhưng mà cái độ mới của nó thì đều là những hàng tuyển chọn rồi. Mọi người xem trên kênh của Khang Minh thì mọi người nắm được hết. Bây giờ Khang Minh tiếp theo với con Equalizer này. Con này nguyên thùng xốp và con này Khang Minh đã có khách đặt rồi, và Khang Minh sẽ nhân tiện video này Khang Minh test âm cùng con Crown 1600 của bác Dương. Khang Minh nói thêm về Equalizer để mọi người nắm được, bởi vì cũng có một số khách hàng hỏi Khang Minh về Equalizer các thứ. Có những video mà Khang Minh đã nói về Equalizer. Equalizer trong tần số âm thanh nó có giải bass, giải mid và giải âm thanh cao, tức là giải chép. Thì ví dụ như con Equalizer này nó có 30 cần, 25 Hz. Như con có 31 cần thì nó có, sẽ có thêm cái cần 20 Hz ở đây. Thì trong cái giải tần âm thanh, cái giải tần bass thì nó sẽ từ 20 Hz cho tới... Được chưa? Vâng, các anh cứ xem đi. 20 Hz cho tới 25 cân à? 500, tức là giải tần của bát. Trong giải tần bát nó có 3, chia ra 3, giải bát thấp, giải bát và giải bát cao. Giải bát thấp từ 20 Hz cho tới 80 Hz. Giải bát từ 80 Hz cho tới 315, 320, đó là giải bát. Giải bát cao từ 315, 320 cho tới 500 là giải bát cao. Tiếp theo giải mid tức là giải trung, nó cũng có 3 giải mid thấp, giải mid và giải mid cao. Giải mid thấp nó sẽ từ 500 Hz cho tới 1 kHz. Giải đó là giải bass thấp.
Tiếp theo đến giải đó là giải 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 trung thấp, mid thấp. Giải mid từ 1 kHz cho tới 2 kHz. Còn giải mid cao từ 2 kHz cho tới 6 kHz. Còn lại từ 6 kHz cho tới 20 kHz là giải của âm thanh cao. Đó là giải tần, những các giải tần bass, mid và treble trong giải tần âm thanh. Thì mọi người sẽ căn cứ vào những cái giải tần mà Khang Minh vừa nói thì mọi người sẽ căn chỉnh cái equalizer sao cho nó hợp lý và nó nghe nó thích hợp nhất. Không nên lạm dụng quá về equalizer, bởi vì âm thanh nó đã qua equal, nó là một cái thiết bị tinh chỉnh, hoặc là nói ngắn gọn hơn nó là một thiết bị lọc tiếng. Thì qua con equal nó đã sống động hơn về âm thanh rồi và nó hay hơn khá nhân là nhiều. Tùy vào model equalizer, những model cao cấp thì nó càng hay. Mặc dù là chúng ta để ở chế độ không decibel, tức là bằng phẳng. Khang Minh chỉnh qua chỉ mỗi thứ, Khang Minh nâng một chút thôi, nâng một chút chép, nâng một chút các giải tần của bass, còn lại giải tần chung thì để nguyên. Có một số các bác các giải tần của mid, tức là chung, kéo hết xuống thì không một cái loa nào nó hay được cả. Thì gần như là bóp hết cái giải tần trung xuống thì loa nó tối tiếng lời nó tối hết. Đó là cái equalizer Khang Minh nói thêm. Có một số video Khang Minh thường nói nhanh, nói nhầm. Ví dụ như là 16 cái giải tần âm thanh từ 16,5 kHz. Trên cái giải tần 16,5 kHz đấy thì tai người gần như không thể nghe thấy những cái giải âm thanh cao đấy, mà chỉ những cái ví dụ như những cái động vật nó mới nghe được những cái giải tần từ 16 hoặc là từ 17 kHz trở lên. Còn lại tai người từ 16,5 17 kHz. Khang Minh nói nhầm, có những video Khang Minh nói nhanh, nói nhầm ký thì nói nhanh là thành 16,5 nghìn kHz, nhưng mà 16 kHz, 20 kHz nhé các bác nhé. Một số cái anh em nói nhầm là các bác thường hay trách, nhưng mà chỉ nhầm thôi, chứ sai lệch về kỹ thuật thì không bao giờ sai. Sau đây Khang Minh test cái con này. Test cái con 1600. Bật rồi đây. Một trong những cái model crown mà giá phân khúc rất là được rất nhiều các bác và quý anh em mua sở hữu, bởi vì cái công suất của nó lớn hơn cả, nhỉnh hơn cả 2400 một chút, và mỗi tội nó dày và cái volume thì nó chỉnh đằng sau. Nhưng mà volume thì thường thường cho to hết cỡ và cứ để nguyên như vậy, chỉ có sử dụng cái nút nguồn này thôi, tắt đi bật lại. Và equalizer Khang Minh cũng bật rồi, kết nối rồi, đánh thẳng từ điện thoại ra, mở tín hiệu, mở điện thoại ra đã, không thì mình mở điện thoại sau là nó sẽ ra cái tiếng mở khóa bụp ra loa. Và Khang Minh kết nối cái cặp Mpro MP415. Cái loa có thiết kế rất là đẹp và giá cũng phải chăng, và chất âm cũng rất hay, nó nhuyễn. Và cái chép, các bác thấy cái chép này, cái họng chép nó cái độ lan tỏa, nhìn thì biết cái độ lan tỏa của chép nó sẽ rất là hay. Cái họng chép nó mở rất lớn, đời cao. Và cái loa này thì cái màu các bác thấy không, màu đen xám rất đẹp, thiết kế thì vỏ sơn cát. Bạn chậm à? Cái cặp này cũng khách ở Hải Phòng cũng đặt ngay từ hôm loa về.
Đó, cái video Khang Minh hôm nay Khang Minh kết hợp mấy việc, vừa là test âm cái cặp mà Pro 415 của khách Hải Phòng, ngày mai sẽ vận chuyển trả bác khách dưới Hải Phòng, và con 1600 bác Dương hôm nay nên sở hữu bác Dương ở Hưng Yên, và nói với cả về thêm về equalizer nữa. Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác nhá. Khang Minh hẹn gặp lại các bác và quý anh em ở những video tiếp theo. Ngày mai thứ hai Khang Minh sẽ quay đến cặp SR4733X này. Cặp này cực kỳ đẹp luôn, có thể nói là đẹp, rất là đẹp. Khang Minh ngày mai sẽ quay giới thiệu đến mọi người cùng xem và chiêm ngưỡng phun đôi 40 dòng từ thường khủng nhất, mệnh danh là ông vua mặt đất, SR4733X. Thời tiết rất là nóng, Khang Minh đóng cửa và tiếp khách các bác khách hôm nay. Cảm ơn các bác và quý anh em đã xem video. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại các bác và quý anh em ở những video tiếp theo trong ngày mai thứ hai đầu tuần.